Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đạt Chanh đây. Và chào mừng đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình Scratch 3.0 phiên bản mới nhất nha. Thì vào buổi học trước thì chúng ta đã học về cách đỡ máy sử dụng nhóm khối lệnh chuyển động như là di chuyển cho con mèo nó xoay hướng chỗ nào hoặc là đi tới vị trí ngẫu nhiên. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái vị trí của con mèo như cái đồ XY đây thì hẹn lại hứa. Giờ bài học hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tìm hiểu tiếp tới cái nhóm khối lệnh tiếp theo, đó chính là nhóm khối lệnh hiển thị, còn được gọi là nhóm khối lệnh nói qua hiển thị. Thì tóm gọn lại về nhóm khối lệnh hiển thị thì đây chỉ có những tính năng chung như sau. Như là có con mèo ở đây đúng không, giờ nó sẽ nói ra một cái hội thoại. Giờ chúng ta chạy đây. Ê, chúng ta dùng lệnh nó nói hello ấy, thì nó sẽ nói hello, nhưng có điều là nó chỉ hiển thị đây, nó chỉ hiển thị thôi chứ không phải là nó nói lên nha. Đây không âm thanh đấy. Đây nhóm lệnh hiển thị cho phải nhóm lệnh âm thanh. Nhóm lệnh âm thanh là bữa sau, nên là nó chỉ hiển thị là cái chữ hello đây thôi. Đấy. Thì hạt quen nó cũng có một quan đặc điểm chung giống như hiển thị ấy. Nó cũng có biểu hiện cho cái sự giống như là mình đang ở đây hoặc là mình không có ở đây. Như vậy ấy, mình kiểu quá giống như mình muốn làm cho nó biến mất, nó sẽ biến mất luôn. Đấy, nó sẽ biến mất, và khi mà mình dùng lệnh hiển thị này nó sẽ hiển thị lên như thế này, kiểu như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ học về nhóm lệnh kiểu vậy, các lệnh từ nhóm khối lệnh đó. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì đây là con mèo của chúng ta đúng không. Giờ ấy chúng ta sẽ vô nhóm khối lệnh sự kiện và lấy cái lệnh khi bóng này lấy cơm màu xanh đi. Nó sẽ có thể giúp cho các bạn trong những việc thực hiện mấy cái lệnh này ấy. Thì cái lệnh đầu tiên của hiển thị ấy này đó chính là nói xin chào trong 2 giây. Cái này là lệnh để hiển thị cho, không phải là đỡ phát ra âm thanh nó nói. Khi chúng ta đỡ vô bóng vào thì chúng ta bóng vào nó sẽ nói đấy, các bạn thấy không, nó con mèo nó sẽ nói chữ xin chào trong, xong rồi tự nhiên nó đột nhiên tắt. Khi chúng ta nhìn kỹ vào cái lệnh ấy thì chúng ta chỉ thấy rằng nó nói lệnh nó kêu là nói cái xin chào trong cái nhạc màu tròn màu trắng ấy, là có nghĩa là giá trị của nó, nói xin chào trong 2 giây. Số 2 trong dấu nhạc đây là giá trị tính cái thời gian hiển thị của nó, và khi mà hết 2 giây của nó ấy, thì nó sẽ hết hiển thị chữ xin chào. Thì khi chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta nhấn vào ô nhạc xin chào đây, rồi chúng ta chỉnh lại thành là hello. Thì khi chúng ta nhấn vào lấy cái màu xanh thì chúng ta thấy không, nó đã nói chữ hello thay với cái chữ xin chào lúc nãy. Thì còn cái 2 giây ấy chúng ta có thể đợi nó dài hơn nếu chúng ta thấy nó chậm quá. Đây chạy đấy, các bạn thấy không, nó sẽ hiển thị hoài luôn cho đến khi nó đủ hết 10 giây thì nó sẽ biến mất như vậy á. Hoặc là chúng ta muốn cho nó nói chậm là nó nhanh luôn, là nó hiển thị nhanh thì chúng ta ghi 1 giây thì nó sẽ nói hello ngay lập tức và tắt. Giờ lệnh thứ hai ấy thì nó cũng giống như mấy kia lệnh nói hello trong 1 giây đây à, nhưng có một điều khác là nó không có một cái giá trị là nói trong 1 giây, trong một cái thời gian nào đó nhất định, nó chỉ nói xin chào thôi. Thì các bạn sẽ thấy hơi khó hiểu xíu, thì chúng ta chạy nói xin chào thì chúng ta đã thấy nó để nó chỉ nói xin chào, nhưng khi các bạn nhìn mãi cỡ 30 phút thôi thì nó cũng chữ xin chào cũng không có biến mất. Thì các bạn sẽ suy ra được rằng cái này nói xin chào ấy nó chỉ có một cái giá trị duy nhất là giá trị đỡ mà hiển thị ra thôi, chứ không có trong dây, nghĩa là nó sẽ hiển thị là cái chữ đây mãi mãi cho đến khi chúng ta tắt chương trình, dừng lại chương trình thì nó sẽ kết thúc cái dòng lệnh là cái ô hiển thị không còn nữa như vậy.
Còn hai cái lệnh đấy, hai cái lệnh đấy nó cũng giống như hai cái lệnh cho là nói xin chào trong hai giây là nói xin chào. Nó chỉ có một điều khác là cái chữ nói ấy, nó chỉ thay đổi lại thành nghĩ. Nó cái lệnh nghĩ hôm trong hai giây nó cũng chỉ có hai giá trị giống như lệnh nói xin chào trong hai giây, nhưng cái điều nó suy nghĩ chứ không phải là nói. Nó vẫn hiển thị như bình thường nhưng mà hình dạng nó nói hiển thị ra ấy, nó khác. Đây thường chúng ta chỉ thấy có hai cái loại khác à. Đây chúng ta chỉ làm nha, rồi đợi nhà mình nha. Đây thì khi mà dùng cái lệnh nói ấy, thì nó chỉ là nó có cái hình dáng này à, nó có cái hình dáng như thế này. Còn khi mà chúng ta nghĩ ấy thì nó sẽ có một cái hình dáng khác với hình dáng chúng ta đang suy nghĩ, chịu không ấy. Thì nó cái phần đầu của nó thì nó sẽ có tầng một cái thông bao bóng bao bóng này à, đó như thế này. Chúng ta thấy không, mấy cái bong bóng nè là mấy cái đợt suy nghĩ á. Còn mấy cái đây ấy, mấy cái giống nhọn đây à, là nó sẽ là cái dành cho cái phần nói. Đó là sự khác biệt giữa hai cái lời này. Chúng ta sẽ tới cái tiếp theo, đó chính là phần hiển thị. Thì chúng ta đã biết ra, chúng ta đã biết chỉnh trang vĩ và chỉnh trang phục rồi đúng không, giống như hai trang phục này đúng không. Giờ ấy chúng ta thử xóa hết đi. Rồi, vậy đợi một xíu. Đây chúng ta thực tạo ra một cái hình dạng mới, chúng ta vẽ lên cái hình của khác thôi, giống như hình con này nè. Đâu con này đây, chúng ta đặt cho nó màu xanh nha. Đợi mình xíu nha. Đấy như vậy, và chúng ta sẽ tạo copy nhân bản ra đây, rồi chúng ta vẽ thêm một cái lớp tiếp theo như thế này. À, đâu ta, đây chúng ta vẽ thêm tay cho nó. Ở đây 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 đây, rồi chúng ta sẽ có một cái hình dáng là nó sẽ đứng im và một cái hình dáng nó sẽ giơ hai tay lên như thế này. Thì ấy chúng ta thử chạy nha, khi bóng về lấy cơ màu xanh luôn. Chúng ta sẽ tới lần tiếp theo là chuyển sang trang phục custom 4. Thì nó sẽ thấy chất custom 4 luôn, chúng ta chạy thì nó sẽ không có di chuyển ra vì nó đã ở trang phục custom 4. Thì các bạn sẽ thấy cảm thấy hơi khó mang khi các bạn không biết kia đối tượng cái lần nó để làm gì. Thì chúng ta hãy với trang phục lại lần nữa và đổi tên nó, đây là bình thường và đây là giơ tay. Chúng ta sẽ gặp tên nó giơ tay. Giờ đây chúng ta sẽ chuyển sang phục sang, chúng ta sẽ thấy giơ tay à, chạy đấy, nó sẽ chuyển sang hình dáng giơ tay đúng như cái tên mà chúng ta để đặt cho cái hình dáng đó, giờ hình bình thường đúng không. Chúng ta thấy cái mũi tên đúng không, chúng ta nhấn vào, chúng ta sẽ được chọn một trong những cái hình dáng nó có để có trong đối tượng. Chúng ta chọn là bình thường và chạy cái, thì chúng ta thấy là cái hình dáng của nó đã chuyển sang bình thường và nó không có giơ hai tay nữa. Hoặc giơ tay ấy, thì nó sẽ giơ tay đấy như vậy. Còn cái lệnh trang phục kế tiếp ấy thì nó đơn giản, giống như chúng ta chọn con mèo ấy. Đây giờ ấy chúng ta chọn trang phục kế tiếp thì nó sẽ chuyển sang trang phục của mèo này. Dạ, trước khi đó chúng ta sẽ nhấn tiếp đi, nó sẽ đi từng cái xong rồi quay lại ban đầu. Lúc đó chúng ta sẽ xin ra được màn bốn cái hình dáng này. Mỗi lần chúng ta dùng lệnh trang phục kế tiếp thì chúng ta sẽ từ trang phục hiện tại chuyển xuống trang phục dưới trang phục hiện tại, giống như chúng ta làm đây đúng không. Chúng ta dùng lệnh trang phục kế tiếp thì nó sẽ xuống từ trang phục số thứ nhất là xuống trang phục số thứ hai, như vậy nó sẽ xuống từng thứ tự một. Còn cái lệnh đổi phong lên thành backdrop một cái gì ấy thì chúng ta đợi, chúng ta mở backdrop, chúng ta vẽ ra nha. Chúng ta sẽ vẽ như là một cái bầu trời xanh đi, chúng ta chọn một phong lên này, đây phong lên này đúng không.
nên một cái là bờ, một cái là một cái khu bóng chày thứ nhất là có cái khu bóng chày thứ hai. Giờ ấy chúng ta sẽ quay lại cái hình dáng, quay lại cung eo à, chúng ta sẽ dùng cái lệnh đổi phân lên thành back drop một. Đây back, chúng ta đợi xíu nha, số đây này. Rồi giờ là chúng ta chọn phong lên thành baseball một thôi, thì nó sẽ chuyển sang baseball một, thấy chưa? Cái phong lên này giống như cái phong lên sóng khấu cho anh điệp ấy, nó sẽ chuyển sang cái phong lên khác, hạn độ phong lên thành hai, thì nó sẽ đổi sang một cái cảnh khác của cái khu bóng chày. Thì đó là cách đỡ mà độ phong lên. Hẹp lại trong đây nó còn có một vài cái khác giống như là phong lên tiếp theo, nó cũng tương tự như trang phục tiếp theo, nhưng cái điều nó chỉ thay đổi phong lên thôi. Hay là trang phục trước là nó sẽ ngược lại so với trang phục kế tiếp đấy, ngược lại với phong lên sau. Còn phong lên ngẫu nhiên ấy thì nó sẽ tự chọn lên một trong những cái phong lên ngẫu nhiên cứ như vậy á. Đây rồi rồi mình bị một đống thứ ở trên đây đây, chỉ có ba cái đúng không, chúng ta chạy à, nó sẽ ra ngẫu nhiên cho không phải là nó đấy các bạn thấy không, nó bị chung lại là nó sẽ ra ngẫu nhiên chứ không phải là nó theo thứ tự là phong lên tiếp theo hay phong lên trước như vậy. Đây giờ lần tiếp theo ấy thì nó sẽ là liên quan đến cái việc hay thay đổi hiệu ứng và kích thước của nó. Thì đây hai cái lần đo kích thước một lượng là 10 hay đặt kích thước thành 100 này, thì chúng ta quay lại đây nha, chúng ta sẽ quay trở lại với chỗ này. Rồi đấy, rồi đây đúng không, giờ ấy chúng ta sẽ tưởng tượng ra cái mèo này ấy, nó đang bình thường đúng không, tự nhiên bỗng dưng ấy tự nhiên nó to dần nè, tự nhiên khi mà sau khi mà mình sử dụng cái lệnh phóng to ấy thì nó sẽ trở nên to dần. Rồi đây à, đỡ mình dùng nha. Đấy nó sẽ dần dần nó chuyển sang to lên thành cái mèo này, hoặc chúng ta có thể cho nó nhỏ lại bằng cách như thế này, chúng ta dùng lời cho nó nhỏ lại thì ấy con mèo nó sẽ trở nên nhỏ lại như con kiến ấy các bạn. Đây lúc sau đó con mèo sẽ nhỏ lại như con kiến như thế này, lóc này nhỏ. Nên đấy khi chúng ta muốn làm được như vậy ấy, thì chúng ta sẽ dùng lệnh đổi kích thước một lượng lên 10 hoặc là đặt kích thước thành 100% gì đó. Thì đầu tiên lệnh đổi kích thước một lượng 10 ấy thì nó sẽ thay đổi kích thước mình lên 10%, nghĩa là tăng cái kích thước của mình lên, tăng cái độ to ấy, kích thước to cho con mèo nó to lên. Khi chúng ta chạy à, nó sẽ tăng lên 10 cái, mỗi lần chúng ta nhắm ấy, thì nó sẽ càng to hơn. Để giống như nó đang lại gần chị mèo hình chúng ta, nhìn chờ chờ vô chúng ta như vậy. Còn khi chúng ta muốn cho nó nhỏ như con gián ấy, thì chúng ta sẽ ghi âm 20. Thì các bạn không biết ấy thì số âm ấy là nó nhỏ hơn số 0. Thì khi chúng ta nhập âm 20 thì khi chúng ta chạy nó kiểu nó sẽ dần dần nó nhỏ lại cho đến khi chúng ta nhấn, cho đến khi nó nhỏ thành một con chuột hay là nó nhỏ đến mức mà chúng ta không thể thấy nó đâu luôn như vậy. Còn khi chúng ta thấy ô cái kích thước đây sai rồi, giờ chúng ta muốn chỉnh lại cho nó như ban đầu mà chúng ta không biết điều chỉnh thay đổi kích thước sao mà cho nó quay lại có kích thước ban đầu, thì chúng ta sẽ chọn dùng cái này lên đặt kích thước thành bao nhiêu phần trăm, thì nó sẽ có một giá trị là giá trị phần trăm. Chúng ta sẽ đặt kích thước nó bằng bao nhiêu phần trăm chúng ta muốn theo cố định, như chúng ta muốn nó nhỏ như chiếu sẵn nguyên chúng ta đặt 20 là nó sẽ cực kỳ nhỏ, hoặc là 200 thì nó sẽ cực kỳ to. Nhưng ấy kích thước ban đầu hoặc cố định của nó ấy, mặc định là nó chỉ là 100%, chúng ta nhắn à thì nó để quay lại kích thước bình thường của nó như vậy đó. Giờ chúng ta sẽ đến tiếp cái phần thay đổi hiệu ứng. Cái phần này là một trong những phần mà mình hay thích nhất rồi, nó có thể làm cho cái chương trình hoặc trò chơi nó đẹp hơn nhờ về mấy cái hiệu ứng này, hoặc là cho nó hài hài là giống như ấy. Chúng ta muốn con mèo ấy nó kiểu giống như nó có sắc màu à, nó thay đổi màu của nó đấy, kiểu nó thay đổi màu, nó chuyển sang màu gì cũng được,
hạt về chúng ta có đỡ làm cho nó bị vèo lại cứ như vậy. Giờ ấy chúng ta sẽ làm nha. Giờ chúng ta lần đầu tiên là lần thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25 ấy, thì thấy màu đúng không? Chúng ta cái thay đổi hiệu ứng chỉ có một giá trị là giá trị được thay đổi ấy. Hiệu ứng trong hiệu ứng ấy, nó cũng chỉ có một cái giá trị để chúng ta chọn. Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 7 cái hiệu ứng để mà chúng ta có thể thay đổi cái con mèo này. Chúng ta thử thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25 này. Thì khi mỗi lần chúng ta nhấn thì đấy, chúng ta chỉ thấy màu của nó để thay đổi. Đây, đợi mình xíu nha. Chúng ta cứ nhấn phím trắng. Mỗi lần chúng ta nhấn phím trắng ấy, thì nó sẽ thay đổi màu của nó. Nhìn thấy đẹp đúng không? Hoặc là nó mù ấy. Như vậy, hoặc là chúng ta có thể giúp thay đổi gương con một lượng 25, kiểu giống như khi chúng ta nhấn này. Kiểu đấy, cái phần ở giữa nó sẽ bị phồng lên ấy, nó bị phồng lên giãn ra, mà cái phần ngoài nó bị giãn ra, kiểu nó bị xe xeo ấy. Đấy, nó sẽ bị như vậy. Còn hoặc là chúng ta có thể lấy cho nó giãn lại một cái mèo á, bằng cách ghi số âm vô, bằng cách ghi dấu chữ ở trước cái số đó, nó sẽ dần dần nhỏ lại cho đến khi nó kiểu bị hút vô. Rồi, chúng ta sẽ giúp kia lời xây nha. Chúng ta muốn xây đúng không? Chúng ta nhưng mà cái ở giữa nó sẽ dần dần bị xây đi. Đấy, nó sẽ dần dần bị xây, xây từng bước từng dần. Chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ ẻo. Nó có thể rất là phù hợp cho cái việc mà làm cho cái hiệu ứng hố đen ấy. Giống như hố đen hút ấy, nó sẽ bị như vậy. Giờ chúng ta thử ghi âm đi. Thử nó sẽ ra sao. Nó quay lại không kìa? Đấy, nó hết bị không kìa? Ủa, nó bị nữa không? Đấy, như vậy. Giờ ấy, chúng ta sẽ đến cái phần nhìa. Nhìa thì mình thấy hơi mỏi nha. Cái đây thì chúng ta đặt số âm hay số dương. Chúng ta đặt số âm ấy hay số dương thì nó cũng dễ. Chúng ta nhấn à. Khi chúng ta nhấn ấy, thay đổi thì nó sẽ bị nhì. Nhớ là nó sẽ bị mờ mờ ấy. Thì mấy cái ô thành mấy cái ô vuông to ấy. Đấy, nó sẽ từ từ to dần cho đến khi nó có một ô không. Đấy, đây như vậy. Để chúng ta đặt âm 25 ấy thì nó vẫn sẽ như vậy, bởi vì nó chỉ làm nhì chứ nó không có làm khi ghi số âm, nó không có làm cho đối tượng mình nó chịu nó đẹp hơn đâu, hát đơn hơn đâu. Mình nói chuyện còn khảm ấy thì nó chữa rất đơn giản. Mỗi khi chúng ta chọn ấy thì nhấn ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng khuôn miệng của chúng ta đã để phân thân lê thành 16 con, nhưng có điều là nó đều bị nó có kích cỡ cực kỳ nhỏ thì nó chỉ bị phân chia ra thôi, chứ cái kích thước của nó sẽ bị giảm đi theo từng con mà nó phân chia ra. Giống như vậy, giống như nó biến thành một đống mấy cái con bạn sao nhỏ ấy. Đây, nó sẽ dần dần nhỏ, nhưng cái kích thước nó sẽ nhỏ theo dựa vào số con của nó. Giờ khi chúng ta ghi âm 5 ấy, thì nó cũng không, nó cũng bị vậy. Giờ chúng ta sẽ chọn độ sáng với độ bóng ma, nó sẽ dở. Độ sáng giống như độ sáng ấy, giống như chúng ta chọn 5 ấy, thì từ từ dần dần ấy, chúng ta nhấn. Chúng ta sẽ thấy con mèo chúng ta có chút hơi sáng, thì chúng ta nhấn tiếp. Lúc đó chúng ta sẽ nhận là con mèo của chúng ta đã sáng chóng rồi. Để cho mắt chúng ta, các bạn thấy không? Đấy, nó có thể làm cho một vài hiệu ứng giống như hiệu ứng trúng hay gì đây, đặc là hiệu ứng làm cho mèo nó phát sáng lên đấy. Còn nếu chúng ta ghi âm 5 ấy thì nó sẽ ngược lại với cái việc làm nó sáng luôn, đó chính là làm cho nó tối lại. Mình nhấn à, đấy, mỗi lần nhấn thì nó sẽ dần dần tối và cho đến khi nó mặt nó thành màu đen thì gì luôn. Chúng ta tới cái hiệu ứng cuối cùng, đó chính là hiệu ứng bóng ma. Hiệu ứng bóng ma cực kỳ dở luôn. Khi chúng ta chọn bóng ma, chúng ta nhấn à. Mỗi lần nhấn, chúng ta sẽ thấy cái gì đã lẹ lẹ đúng không? Và chúng ta nhấn tiếp, chúng ta sẽ dần dần thấy con mèo của chúng ta đang dần tàn hình đi, giống như một con ma ấy các bạn. Nó tàn hình, nó đi, nó xuyên qua không ấy. Chúng ta có thể nhìn thấy những vật xuyên qua nó. Khi chúng ta đặt nó hết cỡ thì nó sẽ tàn hình thiệt hơn, biến mất.
Và khi chúng ta đặt âm 5 thì nó sẽ dần dần là nó không bị nữa. Và khi chúng ta càng ngày càng nhẹm đi ấy, thì nó vẫn sẽ như bình thường. Như vậy thôi. Không có gì mới cho lắm. Vậy đó là tất cả các hiệu ứng của cái lệnh này. Giờ ấy, chúng ta còn một cái nữa, đó chính là cái đặt hiệu ứng à. Giống như chúng ta không muốn thay đổi một lượng, chúng ta muốn đặt cố định luôn. Chúng ta đặt màu 100 đi, thì nó sẽ lên màu xanh. Để chúng ta đặt 50, nó sẽ đặt cố định lên màu xanh lá cây hay màu xanh nước biển theo chúng ta muốn, chứ không cần phải thay đổi đâu nữa. Nó nhiều thứ lắm. Như vậy. Đấy. Giống như 100 150, coi thử. Đấy, nó màu hồng rồi. Đây là chúng ta có thể bỏ các hết tất cả hiệu ứng đó hòa cho nó. Giống như hiệu ứng cầu vòng và hiệu ứng màu bóng ma, ánh sáng thì chúng ta nhấn à. Click một cái và tất cả hiệu ứng của nó sẽ mất, bao gồm màu, ánh sáng, bóng ma và tất cả các hiệu ứng khác. Đó là tất cả các lệnh cho cái phần đồ hiệu ứng à. Rồi phần này mới bé đèo các bạn. Phần này là phần hiệu với ẩn, lắc dở. Chúng ta chỉ cần nhìn cái chữ hiệu với ẩn thì chúng ta sẽ liên tưởng đến nhiều. Giống như chúng ta muốn biến con mèo của chúng ta giống như ninja đi, thì ấy, chúng ta muốn nó hiện lên nó ẩn ấy. Giống như bên đâu mình nói, đâu video mình nói thì chúng ta nhắn, khi nhắn về ẩn ấy, thì wow, con mèo chúng ta đã biến mất luôn, chứ không có tàng hình gì nữa. Thì khi chúng ta dùng lệnh hiện, thì khi chúng ta nhắn về thì nó sẽ hiện lên như một tên ninja hoặc là một người dịch, hay là nó bị dịch chuyển ấy. Đấy, như vậy. Cái đây là hai cái lệnh cực kỳ cơ bản cho cái nhóm khối lệnh này. Và cái cuối cùng cũng là cái hơi khó để mà chúng ta hiểu được, đó chính là cái phần lớp. Cái đây giống như là ví dụ như vậy đây. Chúng ta tạo ra một cái nhân bản đi. Đây, chúng ta nhấn chọn một nhân vật trong này đi. Chúng ta chọn một người có tên. Đây. Đây mình chọn Gobo ấy. Đây là bạn Gobo của chúng ta. Giờ chúng ta thử ấy, chúng ta di chuyển con Gobo qua đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy con Gobo nó đã chi hết qua mặt của con mèo rồi. Con mèo đang bị chi à phía sau qua đây không? Giống như khi chúng ta chụp ảnh ấy, cứ bạn chúng ta cứ ở trước ấy, rồi chúng ta ở sau ấy, hoặc là chúng ta bị lùm mè đứng ở sau ấy, thì chúng ta sẽ bị chi mất trong cái bức ảnh. Hoặc chi cái mặt, chi cái thân, hoặc là thấy có mỗi cái một phần, một nửa cái mặt à. Chuyện nhất hay đó à, hơi mệt đấy các bạn. Chúng ta muốn con mèo nó ở trên ấy, nó đẩy chúng ta muốn con mèo nó không bị chi mặt nữa ấy, chúng ta sẽ dùng lệnh đi tới lớp một lớp à, thì nhắn vào thì chúng ta sẽ thấy Gobo của chúng ta sẽ bị chi lại bởi con mèo chúng ta rồi. Và khi chụp vào nó sẽ không thấy cái mặt của con Gobo đâu. Như vậy thì chúng ta muốn con mèo lùi lại cho nó keo rồi, giờ nó nhường cho con này nó chụp, thì chúng ta đi lùi một bước thì chúng ta thấy con Gobo nó lại lên trước rồi, và con mèo cũng bị chia lại. Thì chúng ta chỉ suy ra được là khi lệnh lùi hoặc là tới một lớp ấy, là đó là giống như là khi tới một lớp ấy là chúng ta lên trước một một mặt chia lại cái phía sau, hoặc là lùi một bước một lớp là chúng ta sẽ dần dần chúng ta ra sau cái đối tượng đó như là Gobo. Và cái phần này cũng hơi dở, cái lệnh đi tới lớp phía trên cùng là chúng ta chi hết tất cả mọi thứ trong tầm nhìn nếu mà nó ở gần chúng ta. Đấy, nó ở sao. Còn nếu ở sau cùng ấy thì con của chúng ta sẽ bị tất cả, dù là mấy cái đối tượng hay mấy cái vật nào thì nó chúng ta cũng sẽ bị chia lại phía sau cùng. Đấy, nhìn như vậy. Còn cái giờ chúng ta đã học xong hết tất cả các lệnh rồi, giờ cuối cùng là mấy cái phần giống như là mấy cái giá trị thêm số. Giờ đầu tiên là custom number với cái backup number ấy. Cái custom number ấy nó giống như là cái số thứ tự của cái trang phục à. Chúng ta thấy không, cái trang phục nó có cái số thứ tự của nó à. Đấy, nó có số 2 đúng không? Giờ chúng ta chuyển sang số 1 này đi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái custom number của chúng ta còn được gọi là số trang phục, nó sẽ chuyển sang số 1.
Khè chúng nó chuyển sang phần giữa tay, nó là số thứ tự thứ tư trên đây à. Thì chúng nó sẽ chuyển lại thành số tư luôn. Số tư. Giờ ấy cùng batch drop number cũng giống như custom number, chỉ cái điều khác ở mọi chỗ là đặt batch drop có nghĩa là hình phong nền cái sân khấu rồi. Cũng đây chuyển sang basketball ba là nó có số thứ tự ba đúng không? Thì khi chúng ta nhìn vào batch drop number thì chúng ta sẽ thấy là cái batch drop number của chúng ta từ số 1 sẽ xem để xem số 3 cũng chính là số thứ tự của cái hình dáng phong nền luôn. Còn cái kích thước ấy thì nó như là chúng ta đặt kích thước của chúng ta là 200 mấy thì chúng ta khi nó to lên rồi đúng không thì chúng ta sẽ thấy được là cái kích thước nó sẽ tăng lên đúng theo cái kích thước hiện giờ cái đối tượng ta đang ở luôn. Giờ chúng ta đặt thành 150 nhỏ ấy thì chúng ta chỉ thấy thêm số kích thước của chúng ta nó cũng giảm xuống thành 150 rồi. Thì đó là tất cả các thông tin về cách dùng mà nhóm nền hiển thị. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe hoặc là các bạn nhớ nhấn chuông để mà xem biết được những thông tin về video mới của mình nha. Và bài học bữa nay cũng kết thúc rồi, giờ sẽ dành với các bạn và bye bye nha. Mình sẽ có thêm động lực làm thêm những video mới vào cái buổi học này. Giờ sẽ dành với các bạn và bye bye.